Xin chào tất cả các bạn, mình giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm ống tay chống nắng Leslin, chất vải thun lạnh, co giãn tốt và độ đàn hồi cũng rất là tốt ở đây. Các bạn có thể sử dụng đeo đến cổ tay hoặc cũng có thể xỏ ngón để nó che được cái mu bàn tay ở đây. Ống tay có tác dụng là tránh được cái việc ánh nắng tiếp xúc trực tiếp đến da của các bạn, một phần nào đó sẽ bảo vệ da cũng như là cũng thấm hút được cái mồ hôi mà khi mà bị đổ mồ hôi nó cũng sẽ thấm hút được một phần nào đấy. Với thiết kế phong cách thể thao năng động thì các bạn có thể sử dụng để chơi thể thao hoặc là sử dụng để đi làm, đi chơi vẫn rất là ok ha. Ở đây có tổng cộng 6 màu: màu da, màu hồng, màu trắng, màu xám, màu đen, và trên tay của mình là màu xanh ngọc. Các bạn có thể đặt hàng tại shop. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.